hù chị Ốc hả? Trời ơi, che mặt rồi mà sao chị Ốc vẫn nhận ra hay vậy? Họ nhà đậu tụi em á, bay qua bay lại là nghe mùi chè rồi, làm sao mà không biết được. Ồ, Ốc sinh nhân giỏi như vậy thì hay là chơi trò chơi đố vui với ta được không? Nhưng bây giờ đố làm sao nè, xin mời Dr. Khỏe cứ nói nè. Đố tên các loại đậu. Sẵn sàng luôn. Em thuộc họ đậu, với em màu thẳm, tựa mà máu tươi. À, là đậu đỏ. Quá giỏi. Còn em, cũng dòng dõi nhà đậu, cứng rắn, mạnh mẽ tựa đao, lấy thân mình dùng để đóng tàu. Đóng tàu hả? Đóng tàu, đóng tàu. À, là đậu ván. Giỏi đó. Giờ có loại đậu này, Ấp Thanh Dân phải giỏi địa lý mới biết nha. Ẻm cùng hò đầu, suối dòng hướng giang, ghẹ ngang bệnh sông là trống thầy em. Gì chứ? Suối ngược hương giang hả? Suối ngược hương giang là đậu gì ta? Ốc, Ốc chịu thua rồi. Trời ơi, sông hương bến ngự mà cũng không biết, chán chị Ốc thiệt luôn. Ôi, đúng là chán mình thiệt chứ. Khoái ăn chè đậu ngự vậy mà cũng quên mất tiêu luôn à. Ấp Thanh Dân mê chè đậu ngự. Vậy chứ có biết đậu ngự có giá trị gì với sức khỏe của mọi người không vậy hả? À thì Ốc thì Ốc thấy rằng là Ốc biết rất là nhiều món ăn, Ốc rất là am hiểu về các loại chè. À, nhưng mà cái giá trị dinh dưỡng thì tôi khỏe biết rồi đó. Đó, con đã nói rồi mà Đất tôi khỏe không tin con. Thôi, tốt nhất là hai thầy trò chúng ta nên tự biên tự diễn thôi Đất tôi khỏe ơi. Ê, đậu ngự, nói không biết vậy thôi chứ cũng biết sơ sơ à. Đừng có khi dễ chị Ốc nha. Giờ chị Ốc biết nè, đậu ngự giúp loại bỏ cholesterol xấu ở trong máu nè. Đúng không, Đất tôi khỏe? Rất đúng, đậu ngự có lượng lớn chất xơ hòa tan, giúp điều hòa cũng như vận chuyển thức ăn trong đường ruột, đào thải các chất cholesterol xấu trong máu và làm tăng lượng cholesterol tốt trong máu và ổn định đường huyết. Ngoài ra Ốc còn nghe nói là đậu ngự có tác động có thể kìm hãm được những cái tác nhân gây ra ung thư. Không biết là điều này có đúng không? Đốc tôi khỏe. Đúng đó, đậu ngự có các enzyme protein và các enzyme amylase trong đậu ngự, giúp bảo vệ ruột non khỏi các tác nhân gây ung thư bằng cách vô hiệu hóa chúng. Mấy enzyme đó còn giúp hỗ trợ điều trị béo phì nữa đó nha. Ngoài ra thì đậu ngự có chứa phytosterol và inositol, hexaphosphate, giúp làm giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến và trực tràng. Em cũng chứa các chất chống oxy hóa mạnh để chống lại các loại bệnh ung thư khác. Tuy nhiên, đậu ngự có thể tốt cho sức khỏe và hạn chế phần nào nguy cơ gây bệnh chứ không phải vaccine phòng bệnh hay là thuốc chữa bệnh. Vì vậy, cần có chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh để tránh những tác nhân gây hại đến sức khỏe thì mới tốt được. Đúng rồi, nghe lời Đốc Tôi Khỏe cho nên là Ốc có ý định là sẽ dọn nhà lên núi cao ở cho không khí trong lành, hạn chế nguy cơ bệnh tật nè. Có một ngọn núi, em xin lên đó cất nhà, là chủ núi luôn cũng không ai đòi lại nè. Núi nào vậy? Núi Etna ở Ý đó chị Ốc. Núi Etna ở Ý hả? Ủa? Hình như đó là núi lửa mà. Thì chị Ốc cần núi mà. Vậy Đốc Tôi Khỏe mang con theo hen. Đúng rồi Đốc Tôi Khỏe, đi lên đó nấu chè đậu ngự, khỏi cần bếp ga luôn. Không, không, không đi đâu.